sau này trên thế giới có hai cái dòng, nhưng mà cái dòng phân bố ở Việt Nam, Lào á, cái số lượng rất là ít. Thì loài này là nó thuộc nhóm 1, tức là được bảo vệ đặc biệt. Chỉ có 3 vườn thú trên thế giới, có Thảo Cầm Viên Sài Gòn có cái bộ sưu tập kỹ sao đông nhất. Từ năm 1996, Thảo Cầm Viên bắt đầu chăm sóc kỹ sao. Cái số lượng trứng nó đẻ không như những cái loài chim khác, đó là nó chỉ có đẻ một lần có 2 trứng thôi. Nhiều. Về tính của nó thì nó rất là hung dữ, ít nhất là vào mùa sinh sản, và tính lãnh thổ của nó rất là cao. Người nhân viên đi vào làm việc thì nó vẫn cảm nhận đó là xâm phạm lãnh thổ của nó, và nó sẽ tấn công. Ăn chính của nó là cám lúa, đậu xanh, búp phê nè.